Sáng ngày 3 tháng 4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại công ty Than Thống Nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, xảy ra sự cố khiến 4 công nhân thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào K3, dạng sáng cùng ngày. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò hai công ty à, Than Thống Nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan, sự cố làm 4 công nhân tử vong. Các nạn nhân gồm Trần Văn Bảo, 35 tuổi, chú tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Ngô Thành Luân, 37 tuổi, chú tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Tạ Văn Nhâm, 34 tuổi, chú tại thành phố Phủ Yên, Thái Nguyên. Và Lê Văn Huyên, 33 tuổi, chú tại huyện Hòa An, Cao Bằng. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường, chỉ đạo cứu hộ, đến lúc 3 giờ 15 phút cùng ngày đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Sáng ngày 3 tháng 4, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người trong tỉnh tử vong, 18 triệu đồng một người ngoại tỉnh tử vong, hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương Hiện nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra làm rõ. Theo thông tin cập nhật của cơ quan thời tiết Đài Loan, sáng nay mùng 3 tháng 4, một trận động đất 7,7 độ với tâm chấn chỉ cách thành phố Hoa Liên, Đài Loan Trung Quốc 18 km đã gây tàn phá nặng thành phố này và cảnh báo sóng thần đến tận Nhật Bản, Philippines. Ngay sau đó là nhiều dư chấn khác. Theo cơ quan thời tiết Đài Loan, Trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 58 phút theo giờ địa phương, tức là 6 giờ 58 phút giờ Việt Nam, ở ngoài khơi bờ biển phía đông vùng lãnh thổ này, với độ sâu chấn tiêu là 15,5 km. Khoảng 10 dư chấn đã được USGS ghi nhận kể từ thời điểm đó. Theo truyền thông Đài Loan, đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm 1999. Thời điểm xảy ra trận động đất độ lớn 7,6 khiến gần 2.400 người thiệt mạng. Các hình ảnh được Reuters ghi nhận tại thành phố Hoa Liên cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập. Chính quyền địa phương chưa có báo cáo thống kê thiệt hại đầy đủ, nhưng ước tính đã có 4 người thiệt mạng, 97 người bị thương. Nhiều người dân đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập. Còn theo The Guardian, hơn 87.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan hiện không có điện, sự cố Internet cũng được báo cáo. Trong khi đó, phóng viên của The Guardian từ thành phố Đài Bắc mô tả gạch bong chóc bên ngoài những ngôi nhà cổ, tháp nước nứt, kính và đồ đạc rơi vỡ. Dư chấn liên tục ảnh hưởng tới khu vực này từ 8 đến 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Một số vùng núi của thành phố Hoa Liên đã xảy ra lở đất lớn ngay sau trận động đất. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết dung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố Thượng Hải và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đại lục. Ngay sau trận động đất tại Đài Loan Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines đã đưa ra cảnh báo sóng thần và yêu cầu sơ tán người dân vùng gần tâm chấn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo sóng thần lên tới 3 mét có thể ập đến các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam nước này. Sau đó đã dỡ bỏ cảnh báo. Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần và sơ tán người dân tại khu vực ven biển của tỉnh Okinawa. Vào khoảng 9 giờ 18 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tức khoảng 7 giờ 18 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, sóng thần cao 0,3 m đã xảy ra tại đảo Yonaguni. Sau cảnh báo này, Giới chức điều hành sân bay Naha ở tỉnh Okinawa đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các chuyến bay tại sân bay này. Trong khi tất cả hành khách đang có mặt tại sân bay Naha đã được sơ tán lên tầng cao hơn của nhà ga sân bay. Tuy nhiên đến trưa nay, Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Cơ quan địa chấn địa Philippines cũng ban hành cảnh báo sóng thần đối với người dân tại các khu vực ven biển của một số tỉnh, kêu gọi mọi người sơ tán đến địa điểm cao hơn hoặc an toàn hơn. Trong diễn biến mới nhất, Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần Thái Bình Dương cho biết, mối đe dọa sóng thần từ trận động đất lớn ở Đài Loan hiện đã qua. Chiều tối ngày 2 tháng 4 tại xã Nạm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường La đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huy động tất cả phương tiện, máy móc, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ để dập tắt đám cháy. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mường La, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 4. Thời điểm trên, người dân đi qua xã Nậm Păm phát hiện khói đen bao trùm nên báo với cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Mường La trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huy động gần 250 người cùng tất cả các phương tiện, máy móc theo phương châm bốn tại chỗ để dập lửa. Vụ cháy xảy ra vào chiều tối tại khu vực đồi núi cao, dốc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, vụ cháy cơ bản được khống chế. Sáng nay ngày 3 tháng 4, Ủy ban dân huyện Mường La tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến để phòng lửa có thể bùng phát trở lại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 7 vụ cháy nhà và cháy rừng, cao hơn cùng kỳ những năm trước. Tại khe rào trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vừa xảy ra tình trạng cá bị chết hàng loạt. Nhiều loài cá chết nổi trên mặt nước và dạt hai bên bờ khe kéo dài khoảng hơn 2 km. Trong đó, có nhiều cá chết đang phân hủy. ghi nhận tại hiện trường cho thấy dòng nước của khe rào trường đổi màu đen và sẫm, bốc mùi hôi thối, sủi bọt. Các loại cá chết chủ yếu là rô phi, cá mại, cá mương. Theo người dân sinh sống ven khe rào trường, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt là do trang trại nuôi lợn quy mô lớn ở thượng nguồn xả nước thải chưa qua xử lý xuống dòng khe. Sau khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng tỉnh và chính quyền địa phương gồm công an, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường cùng xã Vĩnh Hà đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc lực lượng chức năng đã đến kiểm tra và lấy mẫu nước thải ở một trang trại nuôi lợn phía thượng nguồn khe rào trường để kiểm nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt. Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ chiến đối tượng, có quốc tịch Lào, thu giữ tăng vật là 100kg ma túy đá, chuyên án do Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị xác lập. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 9 đối tượng gồm 5 đối tượng nam giới và 4 đối tượng nữ giới cùng trú tại huyện Pakhang tỉnh Bori Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép 100 kg ma túy đá. Toàn bộ số ma túy này đang được các đối tượng giấu phía trên trần xe ô tô khách loại 12 chỗ ngồi mang biển kiểm soát Lào 6689 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Hiện toàn bộ tăng vật và các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Tổng cục Hải quan cho biết, chiến công này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với công tác phòng chống ma túy của ngành hải quan năm 2024. Vẫn tiếp tục trên đà tăng giá ngày hôm nay mùng 3 tháng 4 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng với gạo. Hiện nhiều nông dân còn lúa chào bán với giá cao. Cụ thể giá gạo nguyên liệu IR504 tăng 50 đồng 1 kg Gạo thành phẩm IR504 tăng 100 đồng 1 kg, như vậy mới chỉ trong hai phiên đầu tháng 4, giá gạo trong nước đã tăng từ 150 đến 550 đồng 1 kg. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định với lúa và điều chỉnh tăng với gạo, ghi nhận tại các địa phương như Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp hôm nay. Nhu cầu mua gạo của các kho đều giá tiếp đà tăng từ 50 đến 100 đồng 1 kg tại lớp vò đồng tháp, an cư cái bè tiền giang, nguồn gạo về ít, kho mua chậm lại. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc từ 14.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng 1 kg. Gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg. Thơm thái hạt dài từ 19 đến 20.000 đồng 1 kg gạo hương lại 21.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg. Trên thị trường lúa, ghi nhận tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long không có biến động. Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai mùng 4 tháng 4 được dự báo tăng lần thứ 3 liên tiếp. Giá xăng có thể tăng từ 190 đến 300 đồng một lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng chạm mốc 25.000 đồng một lít. Hiện nay, giá xăng dầu trong nước đang chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua tăng mạnh với dầu Brent tăng 2,4%, còn giá dầu WTI tăng 3,2%. Sang tuần này, giá dầu thế giới vẫn có xu hướng tăng cao. Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai mùng 4 tháng 4 có thể tăng theo giá thế giới. Các doanh nghiệp xăng dầu cho biết nếu cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 190 đến 300 đồng một lít, còn giá dầu diesel có khả năng tăng từ 310 đồng một lít. Nếu dự báo trên là chính xác, thì giá xăng trong nước sẽ có phiên tăng thứ ba liên tiếp. Theo đó, giá xăng RON 95 có khả năng chạm mốc 25.000 đồng một lít. Trong trường hợp liên bộ Công thương, Tài chính, chi quỹ BOG, thì giá xăng có thể tăng hữu ít hơn, thậm chí là dự nguyên.